thì thuốc này ăn ngon lắm các bạn. Nhìn nước cá này các bạn ơi, cá để cầm như là cái đám trà vậy đó các bạn. Cá bằng một lần gần cái tấn vậy đó. Thấy không? Cái này dân gò công tây. Đây trong mấy chị dâu chữ nát. Má bắt mầm một phao cá chút. Dạ. Về mình về miệt thứ. Cá đó cái gì ăn cá vậy? Trời ơi. Trời, cá này trái nó khét mẹ nó ra cho luôn rồi. Có vậy chứ. Cá lớn cá nhỏ gì cũng nướng hết trơn luôn nha các bạn. Được 2 3 cá hơn. Có một con gì đầu lên. Con gì là nướng con nấy mà. Nó dính con cũng đem vô đốt nguyên con rồi đó. Hả? Trời ơi, làm nhà cho người ta đó, xách về xác dụng đó. Xách thật xách, trộm, nấu ăn trộm. Cái này là mấy cọng kẽm này các bạn ơi, nướng cá xỏ, lấy cây kẽm xỏ lụi nữa. Miền Tây quê tôi ở nhà cá tấn gì nè, xác này là để dành. Mỗi năm vào ngày này, là ăn như vậy nè. Cái phong tục của quê tôi là nó vậy đó. Bạn thấy không, đám cá như đám gừng luôn vậy đó. Ra cái đống trà không? Quay đầu lên, quay đầu xuống vậy đó. Được cái xác mày cậu phụ cho nhanh ăn coi. Coi ăn thôi chứ đâu có ăn. Cái ghê quá. Dục ra cái rác cái không? Nóng nhẹ. Đứng như vậy không anh không? Cắm gì mà cái đầu cái xuống đất luôn coi nè. Cái đầu cái xuống đất luôn. Rõ. Ghê thiệt. Trời ơi. Cái bà không cười hoài trời. Quái. Cá nhỏ nhỏ quái. Chế mẹ. Không phải cười. Ê, lấy này tôi nhớ hồi đó nướng cá mà để đặt lợp quá. Nướng chuột. Cái mẹ hết trơn cá rồi. Quá vô trong lợp ha. Đáng cái cá chốt vô dở lên nhóc. Im quá là mưa. Còn mấy lon ở trong đó. Con lợm cây thấy còn nửa thùng có vậy lợm. Cái này là rau nè các bạn ơi. Nè, mua ớt nè, đó. Chuẩn bị làm thịt mấy con cá đó đó. Đó, chuẩn bị đó. Chỉ còn thiếu mà một thùng bia nữa thôi. Nãy không nướng hết thì đem chổng chị mấy con vậy? Nãy thì đem chổng mấy cá lóc nhỏ. Nhỏ. Con này lồng rồng chứ. Chị bên đây không có cho ăn thức ăn. Không, cái chút nhà chị Tư bển á. Sao? Bà gỗ cái chút bự bự. Bà được cái bự cái gì đó. Bà này không được rồi. Ăn mà còn đi ăn lại thôi. Cá lóc bự thì không đó chị Tú. Cứ phải mà lấy bển chị không à? Rồi rồi phải. Phải không? Đưa vậy lấy nấy. Phải rồi, cá lóc bự này em nói chị Tư gỗ một gỗ luôn. Nãy kêu thằng Tỉnh chạy xe về ngoại rồi, xong rồi đó. Với ăn lận hả? Có đâu Tỉnh vậy mà. Đem, à, hỏi anh Tư Tỉnh đi đâu, chị cũng nói đem cá về ngoại qua ngoại đó. Em thấy chở bà nào? Đem đi rồi mới về chở. Để chị Năm nghe. Các bạn thấy con cá bự nhất không các bạn? Con cá bự nhất trong bầy đó, bự lớn đó. Bự lớn. Con cá nhỏ xíu vậy nè, cũng nướng luôn. Cá này đói rồi, cực ăn rồi. Gặp con nào là quất con nấy mà. Giờ ăn bỏ đi một lần luôn thì đâu có được dám nướng nhà nướng khí cá đâu dám nướng. Sao vậy? Có là kho, có nhiều bỏ vô kho quẹt. Mấy anh không có kinh nguyệt nướng cá hay à? Kinh nguyệt không có kinh nguyệt nướng cá thì cái đầu cầm sâu đất quá cái mỏ còn cá không à, nguyên à. Mỏ đâu đâu ăn đâu. Không có đi nhìn thấy ghê quá. Bỏ má nó trở lại mà. Rồi nè, chiếc bỏ vô ổ học, bỏ vô ấy đi, bỏ vô ấy đi, đặt đây để nó cầm xuống không được. Giờ tay cha. To. Trời ơi, cầm gì mà cứng làm như con cọp hơn trâu sợi xúc chuồng chạy cầm cho thiệt sao. Mấy con cá bên trong nó không trái cái dải rồi sao? Cho nó gom. Đốt lại đi. Đâu trời. Anh đốt lại mấy con này đi chứ. Ôi chín rồi. Trời ơi, cái dải nó gì sao? Này dân miền Tây á, dân Gò Công nè.
về quê vợ mà ăn dỗ rồi mà... Các bạn thấy mình hay mốt vô kênh của mình nha các bạn. Vô kênh. Nhớ nha, lượm việc lóc nha. Đi làm đâu đó. Làm rồi, làm hoài gì mà có thằng nào vô coi đâu. Chửi hoa. Vô nó chửi không? Cái này lục giang được nè. Mình đi coi người ta mới coi mình lấy chứ, mình không coi người ta đâu coi của mình. Bỏ rồi. Vô nào thằng nào nó chửi không? Đụng má đụng mẹ không? Chắc nhăn nhậu của anh quá. Không thôi quay cái đoạn mà cá lóc sống mà thấy người ta trộn gỏi bắp chuối người ta ăn á. Nhẹ gì? Ăn từ cái đầu tiên chắc cũng vài năm mà. Cá nhảy là đi năm hay năm cá này cá nướng không cháy dãy là lột luôn à. Cá lột ăn cá lột luôn. Da luôn tính cá 6 triệu thôi không hoài mấy cái này mà giờ không chín nó gì hả chín rồi để chờ mới bớt lại luôn học ơi lột da mới được lột da em đang lột da cái này nè cá nướng ăn lột da các bạn ơi ăn phải lột da bỏ nha lấy cái gì đi lộn cái này mình phá rồi ta lấy cái gì đi lấy cái gì cá nướng ăn phải lột da bởi vì con cá nướng không có cháy nhiêu đâu đủ bà điện đó lột da đó uống nhiều chiều say à cái chục lon nữa nói gì vậy nhiều đó tù với sâu bìa rồi ăn hai cá người, mà ăn cá mà lấy con da lột da rồi còn nhiều lắm em thấy trên ghế đó không ăn rồi ăn đi các bạn thấy mày nướng cá lóc đẹp không nè nó cười bắt đầu nó khóc nè không cay vậy ủa muối ớt mà đâu phải muối tiêu ớt giọng đỏ chân là chặn anh ba cá ăn nhậu là ông ngồi nằm kế bên luôn mấy thằng này thiệt. Anh nướng này ai mà cái nổi? Nướng này mang gạo vậy á. Cái chết rồi bà chị đâu rồi đây. Quá hoành tráng luôn. Quá nhiều. Kêu mẹ đưa. Thôi đừng kêu kêu bị chữ á. Lấy ên đi, lu bu kêu lên chữ cho bị chữ. Ra đi ngồi chơi cho nó ngọt ra. Cắt bỏ cho mấy đứa nó ăn với coi trời. Ăn không? Không. Cái gì đó hỏi chị Chi. Ăn cho miệng ngọt đấy. Là khán giả mà. Con ăn ơi đặng à. Cho tao cái. Này Thanh Dùng. Anh từ từ gỡ nhóc trên. Ba người nước. Ba người nước không đủ một người ăn. Nói cho người gò công người ta về ta ăn chứ mình ở đây mình ăn hoài mình ngán rồi. Rớt bây giờ khỏi mộ kìa. Khỏi mộ chỗ nào rồi. Các bạn thấy không? Bẻ nhánh tre làm đũa luôn các bạn ơi. Bạn thấy chưa? Vậy là tôi làm cái gì nè? Ăn ở cái cỡ này nè. Các bạn ơi, đó là tôi khóc nè. Dữ quá, dữ quá. Cậu yên rồi đi, có biết hàng này không? Chịu là con của bà lịch út lại. Đàn nhỏ xíu mà cái đầu nó dẹp lép như mà ớt. Nó ăn bột không vậy? Cậu kêu lấy cái máy bự đó không ta? Vô bắt đi, vô bắt đi. Như đi đủ rồi, vô bắt đi. Để giờ, trời ơi, mấy anh ơi, ăn rồi đâu, kiến nó bu rồi. Các bạn ơi. Ôi, đệ tử. Trời nó kịp bu đâu, lột da mà. Nhích kìa, đi rồi, tú rồi, nhúng nhích đó. Trời ơi, ăn rồi. Để cho lại cái này, mong ấy vậy. Kiến nó bu này, mình đâu không có đồ. Cái đồ mà kiến bu này. Màu bán mà, màu bán rồi cá mà bu dữ vậy nè. Bu lon đi, vô ơi. Coi cái. Lột da luôn. Luôn hả? Ngon là mới được. Cái món chấm này. Cay không nổi hả? Đó là những bạn tôi ở sớm anh chị em. Đã chưa đặt đây. Không ai nói chưa hả? Người có like chim ta không vậy? Giờ lo ăn rồi đâu còn lên đâu còn mà miệng mồm để nói nữa. Lon bia này từ thức ngồi đường giữa quá chuồng tới giờ. Quay chút cái hôm nay quay quá nhiều rồi dung lượng đầy luôn rồi. Chứ con cá nào đặc sắc ăn coi. Nè cá nướng ăn mà phải lột da gì nè các bạn, như mới sạch. Ông này ăn chơi dạ. Nè, ớt nè các bạn. Nè, này nóng không? Chụp trời ơi, có thùng ớt để đi coi. Ớt nè, quá rồi. Chị cứ chị đá dặn cười. Mấy người đó mày ăn này có cây đứng không vậy Thanh? Thèm quá. Thèm quá. Thèm con không? Nói trong đó nghe mà. Mắc cỡ. Bia đâu trời. 1 trăm đá uống. Tại đi uống. Gì nè các bạn. Nè con cá này nó khác mình khỏi lột các bạn. Mình với đây mình chấm vô trong ớt luôn à. Tới bia luôn. Ngon. Cháu thích già quay tập. Tụi tôi nè. Ruột gan làm lút. Ớt nhiều nhiều các bạn rồi bỏ luôn nha.
đó của nó ghê Thánh. Vô. Mày lấy chim mà mày quên cái gì đó. Người mít mà. Còn mày hết trăm cái. Này nó lại chim lời của mẹ nó lại chim. Lại nó thấy chim. Em nó uống được cái miếng bia nào em ơi. Tao chở lại uống bia nào. Tâm đi. Vô thôi mấy. Vô ấy. Ăn dữ vậy. Trời ơi tao chân trời. Chạy thôi. Đó. Ăn mà. Má ăn giống nhau thôi. Trời ơi, bây giờ mà cá nướng rồi phải ăn còn máu gì nè, nó gì nó mới ngon. Trời ơi. Sợ luôn, sợ luôn. Các bạn biết không? Cái này còn hơn thánh lầy nữa các bạn ơi. Thánh này cá. Nó đũa che nó kìa. Dân miền Tây ăn cá gì nè các bạn. Cắm cái nó cày suốt đời. Nó nói nó đũa sắc hết vậy. Quá trời cá nhiều luôn rồi. Con tôi đâu giờ này không thấy trời. À, đắng quá các bạn ơi, không lột qua cái khác đắng quá. Đừng em không vậy. Mời cả nhà nghe. Cho nên cảm nhận cá này mà lột rồi. Nó đắng đắng lại thơm thơm em chơi. Đắng. Thành sao không bia thích bia là chi vậy? Mới cơm thôi. Rồi ăn chú à. Có nhộn ba đó. Của tôi hả? Vô vào. Mấy dữ nè. Vô coi. Vô coi. Vô coi. Vô. Vô. Ủa mày khui cho mày vô vậy? Trời ơi, mày khui. Vô lia chị vậy. Mày khui lùm lùm bỏ lùm lùm. Vô thôi. Khui uống hết rồi á. Mày mình chơi. Vô thôi. Vô luôn đi. Vô vô vô. Lên chim lên chim. Kêu vô mà không khui hả? Vô luôn rồi. Vô luôn sư phụ. Vô. Vô rồi, con sư phụ cái khui. Nói luôn. Không. Quá trời ngon luôn rồi đệ tử ơi. Tỉnh. Ông nội đó. Chưa có gì bằng luôn. Ông nội đó bỏ đói ông lâu ngày không ăn quá trời. Mày phải nói gì nè. Thấy ông ăn tính đâu sư phụ bị bỏ đói lâu ngày. Mày tính là ơi mày. Tao là tao biết thôi. Tạm nghĩ là sao. Mồm quá. Thằng tới uống là tức rượu tới giờ để ăn nằm gãi quá. Công nhận cái này ngon. Quá nhiều các bạn ơi. Bây giờ ăn mình ăn hết nổi rồi đó. Nãy mình phải không đi chỗ nào sạch sạch. Đây đó không. Các bạn. Đúng rồi là đi đó. Lâu lâu về mấy anh mà bò à. Mấy con cá ở dưới vườn tôm nè. Lên mình nướng rồi mình chấm ớt các bạn. Quay không nói gì hết vậy hả? Ớt nhiều nhiều vô, chấm ớt rồi ớt có nhiều nhiều vô. Cái đó mình dính ớt rồi chứ. Ờ đúng rồi đó, đúng rồi đó. Rồi. Rồi, đưa vô miệng ngay, đưa vô miệng ngay. Á đưa cái thằng này, mày tính làm cho tao suốt đời à? Vậy tao mới tin chứ chàng. Sự đó mày ngon. Ai gán luôn, nhắm cái bánh khen luôn. Anh ham quay phim đó, anh ham quay phim mà anh ăn vậy đó các bạn. Chịu cay luôn các bạn. Cố rồi hổm ăn con cá rô nhảy bằng ngón tay nè. Ăn rồi ối ra chỗ luôn. Cái ông đó em thấy ăn cá lóc gì nè. Cắn nhăn chỗ bắp chuối. Cắn hoài cắn không đứng cái rô. Anh nói luôn. Bà điện bạo quá. Để tôi đi. Tại vì làm vậy. 3 năm luôn thưa tư. Ăn là thấy mê luôn đó. Sao đảm mấy ông không? Có nổi tiếng luôn á. Lòng hoàng chiến này nổi tiếng mà điền. Tao lột sẵn sao mày ăn cái gì vậy? Anh lột sẵn cá này á. Cá nướng rồi nha. Cá nướng rồi hả? Nó kêu là cá đen là trắng rồi. Quá trời ăn rồi. Ăn cơm mình nãy. Biết ăn hả anh? Ăn mắc cỡ gì miếng không? Cái phi mà thịt đâu rồi ăn cái lóc á. Anh ăn cái lột gì mới ăn được. Cái bụng cũng đỏ lòm chứ đúng rồi. Ta cạp nguyên con ta cạp luôn chứ ai mà gỡ ra. Mày tránh được nguyên con cạp sao chắc. Vậy các bạn bên kia anh. Các bạn có tới bạn có ăn còn thịt hơn tôi nữa kìa trời. Ờ các bạn. Dương nè Dương. Này nó giòn giòn rồi, cá nướng đống đây nè. Đâu rồi, bia đâu rồi, còn không? Ừ. Bước rồi. Ngậm gì? Chấm. Uống trước gì nè các bạn. Ăn chứ không uống chứ không làm đại ca nha. Đúng rồi. Uống trước nè. Rồi làm đại ca là nhận đầu chứ. Có chủ nhận rồi đó. Uống trước à. Các bạn. Ôi chạy à. Má chấm cái cây một anh đã chạy, một anh đã chạy. Ngon thiệt chứ. Ăn cho vui thấy ngon vậy trời cảm chứ. Nó nhậu pha rồi. Các bạn coi nướng cá nè, các bạn coi nướng cá nè. Bỏ con lên đi. Hả? Bỏ con lên đi. Trời ơi, nó hồng hồng chỉ ăn nó mới ngon á. Dân Gò Công về nướng cá nè, các bạn thấy chưa? Mô Phật. Chồng nó dân nhậu mà sợ. Chạy. Sợ mấy con vợ này luôn. Gì mẹ? Có không mấy ông anh vợ ăn thấy em ghẻ sợ luôn mà. Nè các bạn. Chín cái nó nín trong ruột. Tới luôn. Ngon. Đâu là chị tướng quen là em làm bằng heo đó. Thánh ăn cá mà. Nó vậy đó các bạn. Cá nướng ba sọt bốn sợt chắc nó mới ngọt. Ừ, đúng rồi.
đừng có chín quá. Đùa đùa mà đau lòng. Thì ớt không có bóc được, bóc nó nóng thấy muộn nội luôn. Ở thiệt mà ngon vậy các bạn ơi. Rồi quảng sao mày ăn âm thầm với mày không có lại chim mày lên được chút nào sao? Còn chim nó bị lớn thì lại má con lên được TV má ơi. Con gái ngồi thấy bàn tay cái này cũng uống chắc dội ráo. Đỡ tốn tiền. Cái bộ mời cái nó hôi em không uống đâu ha. Không phải không uống mình thấy ông kỳ quá. Đắng quá. À. Đang khó uống à? Đi này khó uống quá. À. Nó không có nước đá. Tại không có nước đá. Mình quay cái đoạn cá chốt của mày. Không có nước đá vô này. Hai ca nữa về. Này đúng mà thánh ăn cá luôn nè. Hai ca nữa về. Mình ăn tôi nói cá lóc mà cá phi đồ ký cái ngoài đâu có ghé tôi đâu. Nè nè hai ông anh của mình đó cả nhà ơi, hai ông bị bỏ đói luôn. Nướng dạ. Nướng cá cho em rể ăn mà em rể chạy rồi không dám ăn, hai ông anh vợ ăn hết trơn luôn. Ở tù mới ra tết được ăn xá về lộn nhanh tư vậy thấy ngon lộn nhanh tư mà chảy máu không anh lộn vậy thấy sạch. Ăn đi vô. Có số 9 mà. Tao không được nữa. Có thùng bia nhậu ba lần chưa hết. Từ bữa mùng 1 tới bữa nay.